Hôm nay là ngày 11, là ngày thứ hai ngồi ra, là ngày con đen bóng nó hết banner. Hôm nay là ngày tôi sẽ nói, hôm nay là ngày tôi sẽ mạnh miệng tôi nói. Cái ngày mà con đen bóng hết banner là tôi sẽ được nói nè. Tới lúc này là tôi sẽ được nói rồi nè. Khi mà tôi nói nó sẽ không ảnh hưởng tới ai. À, tôi sẽ nói nó sẽ không ảnh hưởng tới ai. Mày tôi nói cho mấy ông biết nè. Mấy ông nào á, mà bỏ con điên bóng á, thiệt mấy ông nào mà bỏ con điên bóng á, tôi nói chỉ cái xác con điên bóng thôi nha. Rồi mấy ông sẽ thấy mấy ông hối hận khi mà mấy ông không lấy con điên bóng. Là trong banner là tôi không nói được. Đầu tiên vì sao? Ảnh hưởng tới nhà phải khành. Cái thứ hai nữa, nếu như mà tôi áp đặt con điên bóng quá, mấy ông sẽ kêu tôi lù gà, là kêu ừ con điên bóng mấy ông lù gà làm cộng tác viên cho nhà phải khành. Hai đầu, đầu nào cũng không được. Mà bây giờ khi ngày 11 rồi, là ngày 11 kết thúc, là hết banner con tướng rồi, là mấy ông đéo lấy được. Mà cũng là câu chuyện luôn, tôi nói cũng là câu chuyện là ngày 11 là mấy ông sẽ không còn cơ hội chơi con điên bóng nữa, trừ khi mấy ông comeback. Mà con điên bóng nó comeback là nó sẽ rơi vào tháng của hai con UR phía sau. Toàn là những con mạnh là mấy ông đéo thể nào lấy comeback được khi mà những tháng tiếp theo là Siriu và Borod. Cho nên khi mà tôi nói đơn giản mấy ông như thế này, mẹ cái xác mấy ông đi nghe tôi nói cái xác của con điên bóng thôi nha. Tôi nói cái xác nha, cái xác của con điên bóng thôi, cái xác ở Wacken 1 không siêu tuyệt kỹ thôi. Mấy ông chỉ cần đặt nó vô đội hình thôi là nó đã chết bỏ với những con khác rồi. Thiệt, cái xác thôi. Tôi nói cái xác con điên bóng thôi, đặt nó vô đội hình thôi là nó đã chết bỏ với người ta rồi. Mấy ông coi đi tháp đi. Một mình con điên bóng thôi, nó bút cho 6 con, 6 con nó chơ mặt ra tăng thôi, quái nó tự quýnh tự chết. Mấy ông đi tháp tuần này mấy ông biết liền. Minh chứng cụ thể tôi không cần nói luôn, tuần này mấy ông đi tháp bây giờ này, hôm nay là ngày 11, ngày hôm qua là mấy ông đủ 60 lượt rồi, mấy ông đi tháp là mấy ông biết. Là mấy ông chỉ có 6 con tăng tốp trong đội hình, hoặc là mấy ông cứ tưởng tượng mấy ông chỉ có 6 con Kabuto phi miễn thường trong đội hình. Đúng không? Tôi nói vậy thôi. Một mình nó thôi, nó giảm đam mấy ông, đúng mấy ông kêu là con điên bóng của Wacken 2 nó mạnh. Nhưng mà mấy ông thử nghĩ đi, đối với một người tìm chơi tầm trung như mấy ông ơi, con điên bóng nó bút cái khiên của nó thôi, mấy ông thấy không? 30% hay bao nhiêu tôi không nhớ, ở Wacken 1, tại vì tôi không chơi Wacken 1. Nó bao nhiêu, khoảng bao nhiêu phần trăm đó, mấy ông thấy đi. Mà mấy ông vô ngồi, mấy ông đi lên đó, mấy ông nghe mấy nó tranh luận, ừ con điên bóng ở Wacken 1 vứt, hay là con điên bóng ở Wacken 1 không siêu tuyệt kỹ, đéo chơi rác. Tôi nói bản thân con tướng đó thôi, nó chỉ cần đặt vô đồ hình thôi là nó phát huy tác dụng rồi. Nó chả cần đồ luôn, tụi nó không cần build đồ luôn. Mấy ông để đồ cái tăng top, mấy ông chơi vẫn mạnh. Mấy ông thử đặt câu hỏi đó đi. Chả qua là trong giai đoạn đầu tháng á, con điên bóng là con cuối cùng mà tôi nói nặng nề con điên bóng như cái đợt con Skin hay là con tăng top quá, mấy ông bị nặng nề. Thiệt, bây giờ hết banner rồi, tôi nói thẳng luôn đó. Rồi mấy ông sẽ thấy. Thiệt, rồi mấy ông sẽ thấy. Ăn hành no luôn, thiệt. Bản thân con đang top á, giống như con những con nó chỉ cần đặt vô đồ hình nó như coi vậy, mấy ông đặt vô mấy ông kích coi còn phải kích hoạt lên mới mạnh được. Cuối cùng điên bóng là cho nó vô đồ hình là nó mạnh. Mà khi mà mấy ông đã trải nghiệm rồi, mấy ông một con tướng một cái banner nó kéo dài 10 ngày. Nha, Vinagame nó cho mấy ông trải nghiệm trong quyết đấu cân bằng 4 ngày. Mà mấy ông còn đi tranh luận về vấn đề có nên lấy điên bóng hay là không, tôi cũng không hiểu luôn. Mà trong khi đó nha. Tôi làm clip lưu trữ bên Silver Sea là tổng cộng tới bây giờ hơn 10 ạc rồi. Không có ạc nào có siêu tuyệt kỹ hết. Điên bóng 1, người ta vẫn chơi full đồ, người ta chơi 5 sao vàng, 4 sao tím, người ta vẫn chơi khỏe mạnh bình thường. Mà mấy ông đi lên trên cộng đồng, mấy ông trao đổi với mẹ, nghe người nghe tụi nó nói là ừ con điên bóng là không cần con điên bóng mà không mà Wacken 2 không siêu tuyệt kỹ phế khỏi chơi. Mẹ mấy ông, bây giờ tôi hỏi mấy ông chơi này, hiện giờ mấy ông đang chơi, tôi nói những người đang chơi Wacken 1 nè. Khi mà mấy ông đi tháp tuần này mấy ông thấy đi sướng không? Khi mà mấy ông không có con tăng tớp. Trời, mấy ông đặt vô đội hình thôi, nó mạnh vãi cứt rồi, đéo cần co luôn. Nếu mà mấy ông nào có sự kỹ là mấy ông đi đéo cần co đi cây luôn. Thiệt, đúng không? Tôi nói đúng không? Đơn giản vậy thôi. Bây giờ mấy ông nào đang chơi và đang trải nghiệm con điên bóng nè, mấy ông cho tôi một câu trả lời công bằng đi, đúng không? Đúng không? Bây giờ công nhận mấy ông khi mà mấy ông đi tháp đi bên anh Hùng á, câu chuyện bên anh Hùng á. Còn BB mấy ông đặt vô đội hình thì thôi, bên kia MK nó tự bắn nó tự chết luôn.
Cho nên là khi mà trong giai đoạn con đang bóng á, nhiều lúc mấy ông hỏi á, tôi không có nói. Tại vì bây giờ nói ra á, bây giờ đầu nào cũng bị khó. Nói trong banner thì mấy ông kêu là kích nạp. Mà bây giờ nói tướng chê tướng nhiều quá thì ảnh hưởng đến nhà phát hành. Ảnh hưởng đến người chơi hai đầu, tôi im mẹ luôn, chờ hết banner tôi nói. Mà tại sao câu này chỉ có câu này thôi, mấy ông biết tại sao câu này là con cuối cùng mà mấy ông kêu mà đợi điên bóng lấy combat có cái đầu bùi, mấy ông lấy combat. Thiệt. Mấy ông không bao giờ mấy ông lấy combat được, tại vì sao nè. Tháng này là sẽ combat cho Mimin đúng không? Tháng sau là sẽ combat MK, tháng Tatsumaki là sẽ combat MK. Tháng Sonic là sẽ combat con điên bóng. Mấy ông mới lấy Sonic không, mấy ông đủ dễ lấy điên bóng không? Rồi xong lúc đó sẽ có tư tưởng như nè, bắt đầu lúc đó là chuẩn bị tư tưởng nữa. No Sonic, no PvP. Đúng không? No Sonic, no PvP. Tới bác sĩ có chuẩn bị cái tranh cãi vụ đó nữa. Rồi mấy ông dám skip Sonic để lấy điên bóng không? Thế nếu nào được. Rồi cuối cùng khi mà mấy ông lấy con điên bóng, cũng lấy con điên bóng ở Quách Kình 1. Mà mấy ông lấy con điên bóng ở Quách Kình 1 về chỉ để đi giải. Nếu như mà để đi giải thì đủ. Mẹ con điên bóng đi bằng Tatsumaki không? Đéo. Tatsumaki chắc tướng UR cho đã đúng không? Tự nhiên mấy ông quay ra mấy ông dương viên đá vàng, mà trong khi đó tôi hỏi là còn có 2 tháng nữa, tháng đó là tháng con Sonic, 2 tháng sau là có Siriu rồi, mấy ông chờ lấy Siriu chơi cũng đã hơn không đấy. Thì câu chuyện đó, khi mà mấy anh em chơi á là mấy anh em không chịu tìm hiểu, và mấy anh em nghe mấy anh em bị lung lay. Trời ơi, tôi đã ngồi tôi làm người nếu kia mà tôi nói rồi, nó mạnh lắm. Mình chơi đi, mình lấy cái xác về đặt vô đội hình là nó khỏe rồi. Thiệt, chỉ cần cái xác thôi, một con tướng chỉ cần một cái xác đặt vô là đội hình nó khỏe rồi. Cũng ví dụ như câu chuyện nhiều âm độ mới kêu con xương rồng, nếu có suy kỹ chơi không được. Mà trong khi đó người ta chơi con xương rồng không có suy kỹ, người ta chỉ cần cái vai trò, mới không hiểu được vai trò của con tướng nó trong đội hình nó làm cái gì. Chứ không phải là lên nghe mấy thằng trên kia độ, mấy thằng bên kia nó có chơi server Việt Nam mình đéo đâu. Quan trọng là tụi nó có chơi được ở server Việt Nam mình hay là không. Lên đi ngồi nghe thằng này nói thằng kia nói chừng nào mà ví dụ như nó lên á mà nó cầm con tướng, nó cầm cái ạc ở server Việt Nam, nó chơi được top ở server Việt Nam, nó lấy con tướng đó xong rồi mấy ông nó đi, xong rồi con tướng nó yếu rồi nó quay clip đàng hoàng lên trên đó nó chê con tướng đó, mấy ông nói đằng này nó đéo có ạc ở server Việt Nam nó chơi, nó còn đéo đi được. Mà trong khi đó là câu chuyện đây, mấy ông vô ngồi nghe mấy thằng đó, rồi mấy ông show mấy ông đi nghe anh bạn, xong mấy ông hỏi tôi là chắc chắn tôi đéo trả lời, tại vì tôi bây giờ mấy ông hỏi tôi chắc chắn trả lời, con nào tôi cũng lấy, thích thì mấy ông lấy. Đúng không? Tôi sẽ trả lời là bạn đủ điều kiện thì bạn lấy. Ngày xưa tôi còn phân tích, còn bây giờ là tôi chỉ đúng một tháng một lần là ngày ra siêu tuyệt kỹ đầu tiên thì tôi làm Q&A thôi. Còn bây giờ em hỏi chắc chắn là tôi kêu đủ điều kiện lấy. Đúng không? Trời ơi, hôm nay là ngày 11 đó, ngày 11 là một ngày mà tôi mạnh miệng, ngày 11 giờ hết banner rồi. Thằng nào cũng lấy ăn hạnh, đơn giản vậy thôi. Trời ơi, tôi nói tầm này hả? Qua tháng sau á, thằng nào mà quay Tatsumaki ở Quách Trình 1 thôi, về vô nuôi cho cố vô gặp con điên bóng bên kia tự bóp xuống bật gọng ra dậy chết, không có co. Mấy ông kêu đúng không? Mấy ông kêu là server mới nó ra, tôi nói ra mẹ tháng sau ra lấy Tatsumaki, Tatsumaki nó vừa mới vô nó follow up lần đầu tiên ẹt cái Tatsumaki lên được máu đúng không? Đầy cây ok 15 chấm máu ảo bóp lần hai Tatsumaki tự lật gọng ra tự chết. Nó giống như con MK ở thời điểm hiện tại vậy. Không khác gì con MK luôn nha, con MK nó còn hơn Tatsumaki là con MK nó còn có né nha. Con Tatsumaki đéo có né đâu. Con Tatsumaki tự bóp tự chết luôn, tự lần gọng rồi chết luôn. Tại vì con Tatsumaki nó bóp một lần 6 con. Trời ơi. Chứ đó mà mấy con kêu mà, chứ ông kêu là quách còn một nhiều kiểu không chơi được. Cho nên là mấy ông phải chơi, mấy ông phải hiểu bản thân tôi nha. Tôi chơi con đen bóng rồi, xong rồi tôi cũng chơi nè. Tôi là chơi con đen bóng, tôi chơi hai ạc nha. Đầu tiên là ạc của anh Thắng. Anh Thắng chơi ạc CVC mà hay tôi làm clip á. Rồi ngày xưa những ngạc kia làm tôi chơi rất nhiều rồi, kể cả ở Quách Trình 2 hay Quách Trình 1 tôi đều được chơi rồi. Mà khi mà chơi qua tới cái tháng mà con Tatsumaki thì tôi được trải nghiệm vừa quay vừa chơi bên CVC. Mà khi mà đi BK tôi thấy cảm giác mẹ con đen bóng nó ung thư lắm mấy ông mà. Mẹ con tướng tôi nói nó là con tướng rác, đéo khác gì con xương rồng hết á. Bây giờ tôi hỏi mấy ông nha, mấy ông bây giờ mấy ông chơi đi BK, có những ông bây giờ còn đéo bị con đen bóng, đồ vẫn để nguyên cho con tăng top mạnh lắm. Đi BK mấy ông vẫn thắng bình thường. Thiệt. Tới bây giờ nhiều ông hôm nay là nhiều ông tới bây giờ hôm nay là giữa tháng rồi, chuẩn bị tới giữa tháng rồi. Nhiều ông là bây giờ là nhiều ông là bây giờ còn chưa build đồ cho con tăng top nữa. Lộn, chưa build đồ con điên bóng nữa. Vẫn để nguyên đồ cho năm đầu, vẫn để nguyên đồ cho tăng top.
Tại vì con đen bóng chỉ đặt vô nó bút cái khiên phản đam lên là nó mạnh rồi, xong cho hai con kia nó tự nó quýnh thôi chứ nhiều. Sợ là mấy ông tôi có ý định, tôi thấy có mấy ông có ý định nếu yêu để con điên bóng để hàng sau làm support hồi máu rồi đó. Bây giờ ví dụ như silver cũ như tụi tôi đi, mày tăng top năng mạnh chích mẹ luôn, mày năm sao vàng, năm sao tím. Mày máu bỏ vô gần 21 triệu, 20 triệu, 21 triệu. Để đó thôi đồ hình chứ tự nhiên cần gì từ từ chuyển nó thu quýnh BK bây giờ. Thằng kia công thắng không? Thắng tới đéo đâu được. Mấy tôi nói bây giờ cũng flash, tôi nói cũng flash thôi, bây giờ vô giao tranh cũng flash chập một phát 250 triệu, gần bằng mẹ con MK luôn. Con MK tôi bắn ỉa quần ra mẹ được 280 270, cũng flash chập phát 150, lâu lâu bạo kích lên được 200, nổ thêm xíu chuẩn nữa. Đam con flash cùng mẹ bằng 80% đam con MK của tôi, mà trong khi đó con flash còn đéo có đồ. Rồi cuối cùng mới kết liễu được hay không, build lên cho mạnh làm gì? Mấy ông không, mấy ông chơi á, mấy ông không không chịu tìm hiểu. Mà khi mà bây giờ cứ tôi mở miệng ra tôi khen cái nào ngon hơn là chết tôi liền. Bây giờ cái gì cũng chửi được. Bây giờ tôi nói ví dụ như con Tatsumaki á, mẹ tôi nói đơn giản luôn. Đó bây giờ tới con Tatsumaki đêm hôm qua mấy ông chơi con Tatsumaki nữa đi, tới bây giờ con Tatsumaki nó chơi gần được một năm rồi đó. Rồi mấy thằng chơi con Tatsumaki yếu quá đi. Ôi đủ, tôi nói tối hôm qua nha mấy ông nào mà ngồi coi tôi tối hôm qua clip tôi chưa lên, còn clip coi chiến khu tối hôm qua má một mình Tatsumaki thôi. Không cần con nào bút luôn, nhanh đéo sụp đổ luôn. Vừa mới vô một phát thôi, phân khúc 140 triệu lượt chiến, nó tạc một phát chết ba con, nó tạc một phát chết ba con. Mẹ nó tạc phát chết ba con, nó tạc là từ Phượng hả? Phượng năm đầu hay là Buri hay là cái gì nằm hết vậy, cứ đúng là một mình con Kinh lại con Chày là hai con nó bị HP là nó còn sống thôi. Còn lại là mấy con mà bị ATK hả là nằm ngã rạ hết. Mấy ông thấy con MK bắn gần 1 tỷ đam chưa? Mấy ông thấy con MK mà 140 triệu lượt chiến nó bắn gần 1 tỷ đam chưa? Trời ơi mấy ông chơi coi đêm qua, mấy ông coi chiến khu, cái trận chiến khu đêm hôm qua là mà không phải một hai thằng nha, không phải một hai thằng mà là cả một server nó thay đổi nha. Tôi nói em cả một cái cụm chiến khu luôn nó thay đổi luôn. Tôi không biết là cái cụm đầu cái cụm từ 1 tới 50 nó làm sao, nhưng mà riêng cái cụm từ 200 cho tới 500 á là nó thay đổi nguyên một cụm luôn, nguyên một cái chiến khu 32 luôn là nó thay đổi, là meta Tatsumaki năm đầu với lại con MK nó thay đổi nguyên một đêm luôn, không còn sự xuất hiện Uri nữa một hai trận thôi. Mày đêm hôm qua là ngồi coi á, cái 600 đó là con MK nó đi trước con Kinh. Cái 600 triệu đó là con MK nó đi trước cho con Kinh. Mà nếu như bây giờ là con Kinh đi trước con MK đây là con MK phải bắn gần 1 tỷ. Cái 600 triệu đó là con MK đi trước con Kinh. Trời ơi mày, đêm hôm qua ngồi coi hết luôn. Đêm qua tôi ngồi tôi coi chiến khu tới 4 giờ sáng là hết reset chiến khu, là mất luôn chiến khu bên Silver chung luôn. Mấy ông thấy đêm qua đúng coi ít người mà coi hôm qua là coi rực bùng nổ luôn á. Là cả một cái server luôn, nó không phải là một con nha. Cái thằng mà top chiến khu, cái thằng vô địch chiến khu này là một cái thằng rất là bình thường. Nó cực kỳ yếu, lực chiến của nó chỉ có 230, 240 thôi. Nó quýnh với một thằng top khác á, nó chơi Siriu. Nó quýnh dòng bảng á, dòng 16 nó chơi Siriu. Dòng top 8 á, nó chơi năm đầu. Đâu, dòng top 8 nó chơi năm đầu, dòng top 4 nó chơi MK, dòng chung kết nó chơi Tatsumaki lại năm đầu. Mấy ông đêm qua mấy ông coi con MK, một mình con MK nó hồi sinh nguyên một team luôn. Nó lộn con năm đầu nó hồi sinh như một team luôn, nó hồi sinh bất tử luôn. Rồi mấy ông chơi ông thấy rồi cung, rồi mấy ông khi mà mấy ông chơi tới giai đoạn đó đi, bây giờ quan trọng là mấy ông chơi á, mấy ông phải trải nghiệm, mấy ông phải biết meta. Bây giờ mấy ông lợi thế mình là chơi sâu si và si, sâu si và chung, mình là người đi sâu rất là lợi thế, mình biết con nào mạnh con nào yếu rồi, chứ không phải nghe mấy thằng này chê. Tại vì tụi nó câu chuyện tụi nó có chơi ở si và Việt Nam đéo đâu. Khi mà mấy ông thấy không, đêm hôm qua là cả một cụm nó thay đổi, không phải là một hai thằng. Một thằng nó là dị biệt, hai thằng nó cũng là lạ lạ thôi, nó đủ lạ lạ độc lạ thôi. Ba thằng nó ok, nó ba thằng top nó ok, nó nạp tiền đi muốn làm gì đúng. Bốn thằng ok cũng nói gì được. Mà khi mà trên 10 thằng á là nó bắt đầu là số đông rồi, thì nó bắt đầu có thay đổi rồi. Mà nguyên một top 32 thằng top để lọt vô tới chiến khu là lọc gần 600 thằng đi. 4 cụm là 800, cho trung bình một cụm 200 đi, lọc 800 thằng để được 32 thằng vô quýnh trong vòng chiến khu. Bây giờ tôi cho 800 thằng hơi quá, tôi nói lọc 500 thằng để được 32 thằng vòng bảng 32 là 64 con người vô được vòng chiến khu. Là mấy ông hiểu rồi. Đấy. Rồi mấy ông có được chơi điếu đâu mà chê. Đấy. Cho nên là khi mà mấy ông thấy không, bây giờ con năm đầu quá nó mạnh không? Mày mạnh vãi cước luôn. Đêm hôm qua là một mình con năm đầu á, ngồi mấy ông coi những trận mà có con năm đầu, một mình con năm đầu nó gánh cả team luôn. Và khi mà mình coi được cái lối chơi của họ, cái lối chơi của họ nó hay lắm anh em.
mọi người chê, ví dụ như coi cái trận ông nào coi cái trận mà Du Cá Cha sĩ ăn sâu, thằng Du Cá Cha nó chơi hai bút tóc ai không chịu, nó khùng hết á. Nó vừa chơi con Gwin, nó vừa chơi con Sonic, nó tuần nào nó cũng thua. Tuần này nó gặp lại thằng YouTuber, thằng YouTuber tuần vừa rồi ăn nó, tuần này hả nó chơi hai con bút tóc á, nó đi trước 6 con, nó đá cho con chạy bên kia ngủ ngàn thu luôn. Con chạy kia đứng im từ lượt 3 cho tới lượt cuối luôn, chỉ cái đứng nhìn thôi. Thì con chạy bên kia không làm gì hết á, con chạy bên kia chỉ cái đứng nhìn con Gwin trốn từ đầu đến cuối luôn. Ừ, đêm qua thằng Cá Cha nó thắng rồi đó, thắng lại YouTuber rồi đó. Nên là khi mà mấy anh em chơi, mấy anh em hiểu rõ được đội hình, mấy anh em hiểu rõ được chất tướng thì con nào mấy anh em cũng chơi được. Chứ đừng có đi nghe người này nói người kia nói mấy anh em ơi. Đừng nghe người này nói người kia nói xong rồi vô mình cứ làm mình lung lay bây giờ. Đáng ra là bây giờ là tầm này là ngày 11 tới ngày 15 là mấy anh em phải chốt đội hình xong hết rồi. Rồi vô mới ra, vô mới ta UR mình nhảy thôi. Nhạc nào là nhảy thôi. Còn khi mà giờ tôi tư vấn cái gì? Khi mà tôi lóc ạc thì tôi tư vấn á. Tính năng chiến thuật nè. Trang bị nè. Định hướng tướng nè, ví đen nè, cách nạp nè, cách chạy sự kiện rồi cách đi BK như thế nào thôi. Đó, chứ không còn mà kiểu vô tướng nữa. Bây giờ ngày 11 mà hết banner rồi. Bây giờ tôi nói ra đâu có nào chửi tôi được. Đúng không? Bây giờ tôi nói ra giờ hết banner rồi cũng không quay được, cũng không ảnh hưởng tới nhà phát hành, cũng không ảnh hưởng tới người chơi. Đó là ngày 11. Quay. Đó bây giờ tôi nói mấy thằng mà không có liên bóng á nha, trời độ vô ăn hành hai chế độ luôn. Từ BBE cho tới BB luôn, ăn hành no luôn thôi. Tôi nói thẳng luôn ăn hành no luôn á. Thiệt. Chứ giờ tôi gặp nhiều bạn giờ cầm 500, 600 vé trong người mà mấy bạn đã chốt chơi Meta UR rồi thì sao tôi dám can thiệp vô cho mấy bạn để mấy bạn chơi được con điên bóng được. Mấy bạn đã chốt như vậy rồi sao mà tôi dám can thiệp vô được, đúng không? Can thiệp vô sao được, mấy bạn nào kêu em đã xác định em chơi Meta UR nghe nói xong rồi đó tôi cũng tư vấn luôn. Tư vấn chi nữa, tư vấn người khác gì đang làm cho mấy bạn bị lung lay. Rồi đó, chia sẻ một số chia sẻ về meta lại một số vấn đề nó như vậy. Ôi mày đêm qua công nhận là chiến khu cô hay thiệt. Má lúc đầu tôi nghĩ là server cũ cùi lắm. Xong rồi tôi ấn cho tôi coi, lúc đó còn có bốn mấy người coi à. Ừ còn tôi giúp còn có bốn mấy người coi à. Xong vô ạt còn không được nữa, ra ngồi chơi con banh tay ông ném lao. Xong rồi vô coi tự nhiên ủa. Cái quần què gì mà con Tatsumaki với lại con năm đầu nó kéo dài từ vòng 32 vô vòng chung kết luôn. Mà mấy ông biết đêm hôm qua còn một câu chuyện gì nữa, còn một con nữa mấy ông biết đêm qua, mấy ông biết không? Đêm qua không phải con Tatsumaki với lại con năm đầu là nhân vật chính đâu, mấy ông biết con MK nữa, con Tatsumaki, con năm đầu, con MK. Là ba con làm nhân vật chính đêm qua, mấy ông biết còn một con nào nữa không? Còn một con nào mà đêm hôm qua mấy ông quên không? Có một con quỷ mà tôi cũng ác quỷ luôn. Đêm hôm qua có một con ác quỷ luôn. Không phải MK này, nói MK rồi là con Tatsumaki, con năm đầu con MK là ba con đang hot đêm hôm qua rồi, mấy ông biết cùng một con mà mấy ông quên con nào không? Còn phải Sam chỉ rách nó làm gì? Không phải Sam. Không phải Bui luôn. Trời ơi, con Boros. Con Boros. Hôm qua con Boros mà đòn phủ đầu quái nhân. Trời ơi, hôm qua mấy ông nào coi mấy ông để ý không, tụi nó đã chuyển qua chơi đòn phủ đầu quái nhân rồi và tụi nó không chơi đòn phủ đầu anh hùng nữa. Tụi nó đã chuyển hết qua chơi đòn phủ đầu quái nhân rồi mà khi trong đó có ba con quái nhân thôi, hai con quái nhân thôi là con Gwin với lại con Boros thôi. Tụi nó đã chuyển qua toàn bộ chơi đòn phủ đầu Gwin quái nhân hết. Mà trong khi đó quái nhân chỉ có hai con là con năm đầu với lại con Boros, đâu ba con là con năm đầu này, con Boros với lại con Gwin thôi, nó chuyển qua nó chơi đòn phủ đầu bên quái nhân rồi. Và con năm đầu nó là superstar đêm hôm qua luôn, khi mà nó hồi sinh vô hạn luôn, nếu như mà mấy ông không có Tatsumaki nó hồi sinh vô hạn luôn. Và cái trận cuối cùng á, mà khi mà hai thằng top nó ngang được chiến với nhau á, một mình con Boros nó bắn một phát là vô, bắn một phát one shot luôn 1 tỷ đam, chết con MK bên kia luôn, mà chỉ cần chênh lệch sai đội hình phát thôi. Mà trong khi đó cái thằng kia nó quýnh dòng bảng, nó quýnh cực kỳ chi tiết luôn, hai bên là không để ý một đội hình nha. Vòng 16 là nó chơi con gì, chơi Chiril nè. Rồi vòng 8 là nó chơi MK nè, vòng cuối là chơi Tatsumaki với năm đầu nè. Chỉ có cái trận chung kết á là nó đảo bài, nó chơi con MK lại bị thằng kia bắn one shot là chết thôi. Mà đồng phủ đầu là đồng phủ đầu quái nhân nha. Đồng phủ đầu là đồng phủ đầu quái nhân nha, mà không chỉ một thằng nha. Rất nhiều thằng chơi đồng phủ đầu quái nhân. Mà trong khi đó nha, cũng cái meta Tatsumaki luôn mà cái thằng 5 DOT chơi là yếu. À. Trời ơi, đêm qua mấy ông coi á nó ảo ma, tôi ngồi tôi coi ủa. Sao tự nhiên con đĩ năm đầu này nó xài được siêu kỹ vậy?
Xong rồi tôi mới coi, ủa sao nó để đồng phủ đầu bên quái nhân. Xong tôi mới ngồi tôi tỉnh táo lại, tôi tập trung mà tôi coi, rồi má nó để hết đồng phủ đầu quái nhân luôn. Này đêm qua là đúng là coi được cái trận chiến khu cụm cụm siêu cũ đó là đáng đáng luôn, đáng để ngồi thức cả đêm để ngồi coi. Đáng đồng tiền bát gạo phải không ạ? À?